chào quý vị bà con cô bác gần xa đến kênh YouTube của Tùng. Hôm nay Tùng đến đây là phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tùng đến đây chưa có dựng này. Bây giờ mình nói Kiên Giang cũng là rất là hẻm. Bên đây là nhà mình. Bên đây là cũng là nhà chăn nuôi ha. Cái dừa mình nói là cái dừa này cây bằng dừa siêu cao quý vị. Dừa siêu cao luôn. Siêu cao quý vị ơi. Dữ trời cao lắm nha. Cao mà siêu cao siêu trái luôn nha. Dừa siêu cao siêu trái luôn nha. Thì trong quá trình Tùng xử lý cái dừa như thế nào đó, mời quý vị bà con gần xa theo dõi tiếp theo nha. Giờ tự chuẩn bị làm cái gì. Mày lại mày qua mày tháo cái này ra nhanh đi. Dưới cái nè. Nhanh đi đâm. Gọi đi ra nè. Mình cắt này đang cho đang lắc cho nó dễ rớt tàu dừa xuống mình. Sợ dây kìa. Dừa này siêu cao gì vậy? Siêu cao cái gì vậy? Siêu cao thì chứ. Quá trời dơi trời. Đồ mà dơi dưới ăn dơi trời. Quá trời dơi. Dơi dừa. Trời dừa trời. Tụi con lại đây nghêu. Làm trống gỗ kìa. Quá trời trái nè. Úp đầu vô không được mà. Giữ dàn cao quá vậy. Dưới dàn cao. Dừa này cao thẳng là 15 mét quá vậy. 14-15 mét nè.
thì vô. Không có chỗ, không có chỗ chen người được. Siêu cháy. Không sao, thôi.
Lời sợi dây nè, cột dây vô. Làm qua phần trên của vậy. Giờ mình cắt phần trên rồi lá rồi cái gì. Giờ tới phần cổ hủ nha. Chịu tôi nghe. Vũ ghê à? Ghê quá vậy.